Chiếc tai nghe BU Depod Pro hay là chiếc BU BW44 là một trong số những chiếc tai nghe giá rẻ được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc AirPods Pro. Và với mức giá hạt rẻ như vậy, chúng ta đã có một cái thiết kế vô cùng tỉ mỉ, trau chuốt và đi kèm với đó là một chất âm hi-fi được tinh chỉnh bởi những kỹ sư âm thanh đến từ nhà BU. Và đây sẽ là một trong số những cái chiếc tai nghe mà mình muốn recommend các bạn trong phân khúc giá độ tầm 650.000 đổ xuống. Và đây là những cái lý do vì sao mà đây sẽ là một trong số những cái lựa chọn ưu tiên của mình trong phân khúc giá này. Như mình đã nói rồi thì đây là một trong số những chiếc tai nghe lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc AirPods Pro. Thế nên nó cũng sẽ có những cái điểm tương đồng. Chúng ta đã có một cái phần hộp được làm hình chữ nhật như thế này và bo tròn các góc. Nhưng ở đây chúng ta đã để ý thấy đó chính là việc mà nó sẽ có cái tỷ lệ nó dài hơn một chút so với những chiếc AirPods Pro. Và đi kèm với đó ở phần mặt sau chúng ta có thể nhìn thấy cái phần tích của họ sẽ ghi là Innovation for Everyone và Assembled in China vào năm 2022. Và đây sẽ là cái model BW44. Ở đây chúng ta có thể biết được rằng là đây là một cái sản phẩm riêng biệt chứ không phải là một sản phẩm đến từ ecosystem của Apple hay là một sản phẩm được Apple sản xuất ra. Thế nên nó cũng sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Và nhất là ở khi mà cái phần mặt trước ấy, nó cũng sẽ ghi ở đây sẵn luôn, đó chính là của BU chứ không phải là có không tách như là ở trên những chiếc AirPods Pro. Và với một cái thiết kế nó chắc chắn đến như vậy thì chúng ta cũng sẽ được sở hữu cho mình, đó chính là chuẩn kháng nước IPX4. Thành ra là những cái trải nghiệm về vấn đề gọi là chúng ta nghe nhạc ở dưới trời mưa hay là đeo tai nghe ở dưới trời mưa này, hay là chúng ta có đeo cái tai nghe này để chúng ta có thể vận động lâu dài trong cái khoảng thời gian chúng ta tập gym hay là trong cái môi trường ẩm ướt, thì nó cũng sẽ chống được phần nào của chúng ta và nó cũng sẽ đem lại cái độ an toàn nhất định. Ở đây chúng ta đã có cho mình đó chính là chuẩn kết nối Bluetooth 5.1. Và khi mà chúng ta kết nối với cả một thiết bị iPhone thì hoàn toàn có thể hiện lên cái menu pop-up và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó như là một chiếc AirPods bình thường luôn. Và dĩ nhiên rồi thì nó cũng sẽ có cái tính năng đó chính là đổi tên và đi kèm với đó là tháo tai dừng nhạc, hay là chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh ở trong phần menu để chúng ta có thể cho ra những cái phần nút bấm ở đây để điều chỉnh như là phát nhạc này, dừng nhạc, hay là thậm chí là tiến hay lùi nhạc, thì hoàn toàn nó rất là tuyệt vời. Hãy cùng mở ra vào phần bên trong thì cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận được đó chính là phần bản lề được làm vô cùng chắc chắn luôn. Đây không hề giống một cái bản lề được làm một cách rẻ tiền một chút nào cả. Chúng ta rất khó để mà có thể lật nó vào bằng một tay như thế này. Bình thường những cái chiếc tai nghe giá rẻ khi mà cái phần bản lề của nó làm lỏng lẻo thì những cái chiếc tai nghe như thế này hoàn toàn có thể bị lật vào một cách dễ dàng khi mà chúng ta lắc nhẹ như thế này. Còn khi mà chúng ta sử dụng chiếc tai nghe BW44 này thì chúng ta sẽ phải đẩy ngón tay lên để chúng ta có thể đóng nắp. Và khi mà mở ra thì cũng sẽ rất là dễ dàng và nó cho lại một sự chắc chắn vô cùng đáng kể. Và chúng ta đã nhìn với những chiếc nhân vật chính đi thì đây sẽ là chiếc tai nghe của chúng ta. Thì về cảm quan cá nhân của mình nhé thì nó cho lại một cái cảm giác không hề khác gì so với cả những cái thế hệ AirPods Pro cả. Có thể nói là 1 9 1 10 nếu mà nói về cái phần tương đối hay là phần giống của nó. Thì ở đây chúng ta đã có cho mình cái thiết kế phần nút tai nó khá là to và nó cũng khá là tương đồng với cả thế hệ AirPods Pro, và nó sẽ đem lại một cái tính năng mà mình thấy cũng khá là hay, đó chính là tính năng chống ồn bị động. Nghĩa là nó sẽ vin vào cái phần vật lý đến từ cái phần nút tai này, nó sẽ khít cái tai của anh em hơn. Nó khiến cho cái cảm giác của mình với cả âm thanh xung quanh nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Thành ra là những cái âm thanh khi mà mình nghe trên tai nghe này nó cũng sẽ to hơn và nó cũng sẽ cho mình cái cảm giác nó được riêng tư hơn so với những cái chiếc tai nghe khác trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và cái điểm hay ở đây nữa là khi mà chúng ta được sở hữu cho mình một cái chiếc tai nghe có thể nói là lấy cảm hứng từ những thiết bị đến từ nhà Apple, thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình chứng chỉ MFI Made for iPhone được cấp hoàn toàn chính chủ cho chiếc tai nghe này luôn. Thành ra nó sẽ đem lại một cái độ an toàn nhất định, và khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc tai nghe này đối với những thiết bị đến từ nhà Apple, nó cũng sẽ đem lại cái sự an toàn, cái sự kết nối nhanh, và đi kèm với đó là độ tương tích đến đáng kinh ngạc đối với cả một chiếc tai nghe chỉ có giá 650.000. Thế thì còn công suất của chiếc tai nghe này thì sao? Chúng ta đã có cho mình đó chính là 3 MW, đó chính là công suất thực của chiếc loa trên tai nghe này luôn. Và nó sẽ cho ra một cái âm thanh, cái âm lượng nó khá là lớn, và đi kèm với đó là cái âm thanh hi-fi chiếc máy này được tinh chỉnh bởi những cái kỹ sư bên nhà BU. Thành ra nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm âm thanh trên chiếc tai nghe này nó gần như là vượt khỏi cái phân khúc giá khoảng 650.000, bởi vì cái đơn giản thôi là thực sự nghe rất là ngon. Và ở đây chúng ta đã có cho mình ở mỗi tai đó chính là một viên pin 30 Wh. Còn đối với cả cái chiếc case này thì chúng ta sẽ có cho mình đó chính là tổng là 300 Wh và hoàn toàn có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Cái thời gian chờ mà hãng đã công bố trên chiếc tai nghe BU này thì chúng ta sẽ sở hữu cho mình đó chính là thời gian chờ lên tới là 40 tiếng. Và đi kèm với đó là nếu mà chúng ta đàm thoại hay là nghe nhạc thì nó cũng sẽ rơi được khoảng tầm 4,5 tiếng cho đến khoảng 6 tiếng
tùy vào cái khối lượng hay là cái âm lượng mà chúng ta bật thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh theo thời gian. Vậy thì chiếc tai nghe Beoplay AirPods Pro này nó sẽ hợp với đối tượng người dùng như thế nào? Đầu tiên là các bạn sử dụng một chiếc iPhone, thích những cái thiết kế và những cái sản phẩm đến từ nhà Apple. Cái thứ hai là các bạn đang cần tìm một chiếc tai nghe giá rẻ, tuy nhiên phải thật sự chất lượng trong phân khúc giá như thế này. Và đi kèm với đó là không yêu cầu quá nhiều về vấn đề gọi là có chống ồn chủ động hay là không. Và cái thứ ba nữa là nếu mà các bạn đang tìm một sản phẩm giá rẻ mà cần một cái bảo hành chính hãng dài lâu thì đây sẽ là một cái sản phẩm dành cho các bạn khi mà chúng ta đã được trang bị một cái bảo hành lên tới là 1 năm một đổi một luôn. Các bạn có lỗi gì thì cứ mang ra mà đổi thôi. Thực sự rất là tiện lợi và rất là an toàn trong quá trình sử dụng. Ok, và đó tất cả những cái phân tích của mình về chiếc tai nghe BW44 hay BW-AirPods Pro là một trong số những cái chiếc tai nghe mà mình nghĩ là rất là đáng mua trong phân khúc giá đâu đó rơi khoảng tầm 500 đến 600 rưỡi. Ở đây chúng ta đã có cho mình một chiếc tai nghe vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể sử dụng. Và đối với cả những cái tư vấn của mình vừa rồi thì không biết là có bao nhiêu bạn sẽ lựa chọn chiếc tai nghe BU này. Thì hãy cho mình biết ở phần comment bên dưới nhá. Đây là một chiếc tai nghe thực sự rất là tốt luôn. Và như đầu video thì mình cũng còn nói rồi, đây là một chiếc tai nghe có giá trị lên tới là 650.000 cơ. Nhưng mà ở thời điểm ra mắt video này thì nó sẽ chỉ còn 499.000 thôi ở Di Động Thông Minh. Thế nên là các bạn hãy click vào đường link bên dưới để kiểm tra nhá. Còn nếu các bạn thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ mình trong tương lai nhá.